mấy bạn không có chơi ba con nghèo hay là cái gì đó đó, mà mấy bạn chơi thân với con, giúp đỡ con học tập lúc con mới vô. Chỉ con cái này, chỉ con cứ chia, rồi mua đồ á là chia cho con nữa, không có à, mà mấy bạn không có ông mình à. Nhầm khi mà con mẹ cho hai đứa 5.000, con nhìn ăn cho em cứ ăn. Mẹ bữa nào đang lọc bình có tiền thì cho con với lại em con 5.000. Dạ. Thì con nhịn ăn. Dạ. Cho em con ăn. Dạ. À giờ con gắng con học đi mẹ, để cho con biết chữ biết nghĩa lại cho con. Ngày sau con nhờ. Để rồi con gắng học cho con. Mẹ nghèo không có cái gì để cho con hết trơn, và để cho con học cho biết chữ để trong lòng con. Chào chị. Ở đây cái này là bao nhiêu tiền một cái vậy chị? Có 30.000. 30.000. Dạ. Mình có đồ ngồi đây đi cháu. Có đâu. Mình đang dạ. Cái này mấy tiếng nữa chị? Chàng không? Tới chiều. Dạ, chiều qua bắt thôi. Thấy gì lâu lắm. Nếu mà đang lẹ nó là còn sớm. Nếu nếu mà đang gan chỉ vậy tới chiều. Chàng ơi, sao mà tới giờ đó mới được cái đường chút xíu thì cũng có đầu nghỉ. Rồi anh ba đâu rồi chị? Mình đi làm cái vỏ trà cho anh ta. Dạ. Không phải người ta đưa cho mình bắt sẵn gì đâu, không có đâu. Anh ba là đi làm ngày được nhiêu chị? Mấy cái vỏ mà 300, 200 gì đó. 200 gì đó. Đây là con gái chị hả? Gái tôi nè. Dạ. Nhỏ hình như là có gia đình rồi. Có gia đình rồi. Dạ. Cũng về đây. Chiếc ghe của chị ba là một chiếc ghe nhưng mà 9 người sinh sống, tối là ngủ văng hai cái mùng là bít lối đi ra luôn rồi. Ở khúc này là hai cái sao đó, hai chồng này một cái, tôi với ổng với nhỏ một cái ở đây. Ba chục ngàn là mình phải làm xuyên suốt luôn hả chị? Dạ. Mỗi ngày mình làm giỏi nhất là chỉ được một cái này thôi. Dạ. Đâu phải ta đưa mình gì không đâu lấy. Dạ. Chỉ là bắn cái này là ta đưa chỉ là có cái này không dạ, về mình bắt quấn cái này rồi. Dán keo rồi à, bắt công đâm keo này là mình mua hay người ta đưa mình? Ta đưa cho mình. Dạ. Đưa cho mình lấy cái này là gì rồi mình muốn lấy được bình quấn là gì. Công kỹ lắm. Rồi mình mới đơn. Là chị với lại con gái của chị là dạ. Ngày được hai cái thôi. Được. Rồi bắt công thì hai đứa này bắt công. Hai đứa nhỏ này làm mấy cái này nè. Rồi tới đi học con nó nghỉ đi học rồi. Này con của chị luôn đúng không? Dạ. Có đi học không chị? Có. Ở đây ở rồi mình không có giấy khai sinh rồi sao mình học? Học cái gì học? Bằng nào học đại chứ dạ. Bây giờ là làm giấy gì chứ bây giờ phải làm giấy gì? Làm trú. Không phải gì giấy gì mới gửi thì đó. Giấy khai sinh. Dạ, có giấy khai sinh chưa chị? Có rồi, dạ, mấy đứa nhỏ này làm ta làm cho mình rồi. Dạ. Đầu học gửi sao ta làm cho mình. Phượng đúng chứ Phượng. 30.000 đồng là chị làm nguyên một ngày công như thế là chỉ bằng tiền một tô phở thôi không? Nguyên một ngày luôn. Dạ. Chị với lại anh thì cũng được 200 mấy chục ngàn, này cũng đủ chi phí cho một ngày. Một ngày thường mình chi phí là bao nhiêu chị ba? Dạ ơi, mình không có mua cá gì ăn đâu nha. Rau cải rồi thì cũng vài chục. Còn ấy thì dư ra thì mua gạo đồ ăn, bột ngọt đồ ăn. Có mấy ông đi chụp trà thì có cá. Đi chụp trà, giỏ trà cho ta, có cá ăn, cho có cá ăn. Dạ, có nghĩa là mình vừa đi làm trà, mình vừa đem cá về ăn luôn. Dạ, được, về cá để cho ăn, cho bủi hay bủi, bủi được. Sáng mai này mới đi mặn, sáng mai mà mẹ con ăn với mấy ớt. Nấu cơm rồi về đâm với ớt ăn. Bà cụ bệnh cái gì đó. Bà cụ thì đậu đũa xào với mà. Này là bé gái con của chị luôn. Dạ. Dạ. Con có đi học không? Dạ có. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 5. Con học lớp 5, hôm nay con có đi học không ta? Dạ có. 11 giờ 3 mấy phút con mới đi học. 11 giờ 3 mấy phút con mới đi học. Rồi con đi đến trường bằng gì? Dạ xe đạp.
Con đi đến trường xe đạp. Dạ. Trường xa chỗ nhà mình không? Nhiều không? Dạ, cũng xa. À, con đạp đây nó là khoảng mấy phút? Dạ, gần gần một tiếng. Đến đầu bà, trên góc cầu này nè. Con chuẩn bị đi là chạy lên chở luôn á. À, các bạn có đòi lại nhà con chơi không? Dạ không. Không hả? Rồi lúc mà con vô học á là phải mang khẩu trang, với lại học á nhiều khi khó, nhiều khi cũng bất tiện lắm. Học mệt luôn. Học mệt luôn. Khó thở. Không sao. Mệt luôn hả? Khó thở. Ơi. Các bạn có không có đòi lại nhà mình chơi hả? Dạ không, tại vì bệnh dịch đó. Ừ. Không có cho ra ngoài mua bánh luôn. Không cho ra ngoài mua bánh luôn. Dạ. Ngày đi học mẹ cho được nhiêu tiền? Dạ, ngày mẹ đưa xong mẹ đưa giỏ thì mẹ cho 4-5 ngàn. Còn không có thì không. Không có tiền luôn. Rồi mình khát nước thì sao? Dạ tại chỗ trường con á nó có cái đồ để uống nước á, cho nên con ra đó thầy cho uống. Ừ. Lúc mà con học lớp 4 á ra chơi thì các bạn có tiền ăn bánh, rồi mình không có tiền rồi mình đói bụng sao ta? Dạ không, lúc con đi thì con ăn cơm ở nhà. Con ăn cơm ở nhà. Dạ. Con ăn trước đi rồi con đi học, rồi vô trường con không có ăn cơm. Ồ, không vô trường con không có ăn hàng bánh. Có nghĩa là khi nào mà mẹ đang lục bình có tiền thì mẹ mới cho con được 4-5 ngàn. Thì khi nào mà mẹ không có làm được thì con không có tiền luôn. Dạ, có khi mẹ cho rồi con để dành qua bữa sau nha. Lúc đó còn chặt lục bình thì còn cho được đứa 5 ngàn. Ơi, muốn khóc luôn rồi kìa. Hôm nay mình ăn cơm với muối ớt hả chị ba? Dạ. Đâm ớt mẹ con ăn rồi mới ăn. Tại nhiều khi người ta hỏi hồi lúc đó người ta cho đầy sao, sao con khóc vậy? Tại vì con thấy mẹ con tuổi. Vì lúc mẹ con đi chặt mình, mẹ con dậy 3-4 giờ đi từ sáng tới chiều luôn. Con thấy mẹ con tuổi hả? Dạ. Mẹ đi từ mấy giờ đến mấy giờ nói lại cho chú nghe với. Mẹ con đi giác rồi, đi sớm để nhiều ký để có tiền là 3 giờ rồi về giác là 4 giờ chiều mới về. 3 giờ khuya á hả? Dạ. Là con thương mẹ ha? Dạ. Ba con là ba con đi giỡn trà lúc đó là ba con bệnh luôn. Mẹ con ở ghe là ở tới 9 người. À là có khi ghe chảy là tát nước cái ghe bự lắm, tát nước lên là có ba mẹ ba con ba, anh em con mấy anh đi hết trơn rồi, còn có ba mẹ con với con chị con với thằng em là phải tát nước cái ghe này nè. Mẹ con kêu lên, còn ở dưới phan công tác chị con mất coi cháu con. Chiếc ghe cũ ơi, mình bị chìm hả con? Dạ không, nó như nước nhiều. Trời. Là có khi nào tát buổi tối không? Dạ có. Vì không tát rồi nó chìm, không có chỗ ở luôn. Rồi là lúc mới xuống là đậu ở đâu người ta cũng đuổi hết. Mẹ con gắng chặt hút tiền mua đất ở đây để có chỗ đậu rồi mai mốt nữa lên nhà. Bây giờ cũng đỡ đỡ chứ lúc đó mấy anh em mình đi chặt nha. Đi 1 giờ. 1 giờ, nhiều khi 11 giờ, nhiều khi 12 giờ. Con có mong muốn gì không? Dạ con có mong muốn là cho mẹ con được lên cái nhà để anh chị em con anh chị em con khỏi phải tát nước, với lại cho mẹ con có công việc ổn định khỏi đi sớm về phía. Có khi nào con có ý định là con nghỉ học con làm phụ mẹ không? Dạ không, tại có những lúc thứ bảy chủ nhật á, mẹ con có một chiếc ghe riêng á, rồi con đi chợ buổi tối về thì con học bài. Còn không thì nghỉ hè con đi chặt với mẹ, chặt 3-4 bữa thì bữa sau là con ôn tập và học bài là để khi nào vô trường mình còn có bài để trả bài cho thầy cô.
mẹ con nói với mấy đứa con là gán học đi, mai mốt á để biết chữ con với người ta. Con học lớn lên con muốn trở thành, con học ngành gì? Dạ con lớn lên con muốn học là ngày gì con cũng làm, có tiền rồi con làm. Nhưng mà con có mong muốn trở thành bác sĩ hay là thầy cô giáo hay là gì không? Dạ con muốn làm thầy cô giáo. Sao con muốn làm thầy cô giáo? Vậy vậy thầy cô giáo á, người ta dạy cho biết cái chữ, với lại ngày đó là giúp mấy bạn á không biết chữ trở nên biết chữ. Con từ bên Campuchia về con về Việt Nam á, thì con có ký ức gì không? Hồi đó con có sợ không? Dạ hồi đó con nhỏ con không có sợ. Nhưng mà ba mẹ có kể gì về cái quá trình từ Campuchia về không? Dạ có. Ba mẹ nói sao? Ba mẹ nói lúc đi là đi bằng cái ghe bị chìm đó, xong rồi cũng cào lưới bằng cái đó luôn, làm nghề cào lưới bằng cái đó. Có bữa được đem hết đứa, rồi đem con em với con theo á đó. Con còn nhỏ con bò chúng kẹt chén gách lỗ tai cũng mẹ con với ba con đi đâm chuột á, rồi á tại nhỏ con với em con lấp chóc á, con phỏng vô nồi nước sôi luôn, giờ gắn con thẹo luôn. Chị ba là 6 người con hả chị ba? Dạ 6 người. Dạ thì về dâu về rể rồi nó về là, nó ở đây. Bé này là thứ mấy? Bé này thứ sáu. Đó út. Dạ. Còn bé có gia đình. Còn em có gia đình. Gia đình thứ tư. Dạ. Thì được đi học hết không chị? Ừ, nó cũng học nhấp nhèm ở trên miền cảnh học nhấp nhèm, về đây nó không có học. Dạ. Là chỉ là biết chữ không chị ba? Biết chút đỉnh thôi. Dạ. Hiện nay thì về Việt Nam đây thì chỉ có bé này được đi học thôi. Có bé này đi học được biết chữ. Dạ. Bé kia thì cũng biết chút ít rồi, với ngốc. Dạ. Bé mình nói cực khổ, giờ mình không có cái gì mình để lại cho con. À giờ hả, con gắng con học thì mẹ để cho con biết chữ biết nghĩa lại cho con. Ngày sau con nhờ kiểu thôi, con gắng học cho con. Mẹ nghèo không có cái gì để cho con hết trơn, nhà để cho con học cho biết chữ để trong lòng con. Vì nhìn thấy đưa con lên trường, nhìn thấy người ta, nhìn thấy ham lắm, và nhìn thấy con mình bước ra liền khóc liền. Biết sao mà con được mấy bộ đồ đi học? Dạ chỉ có một bộ à. Con giặt rồi là con phơi, giặt rồi con phơi để buổi chiều con học. Con đi học về rồi sau đó con sẽ tự giặt đồ. Dạ. Rồi con phơi. Dạ. Rồi ngày qua ngày sau con lấy một bộ đồ đó con mặc đi học tiếp. Dạ. Còn chỉ có một bộ thôi. Dạ tại mẹ con không có tiền mua. Thế là chị Thí trên trển nó cho xe đạp á, chứ mỗi lần là xóm nhau là đưa anh xuồng thì không à, là chạy lấy xuồng anh đưa. À. Chứ đi bộ thấy từng nghẹt. Vậy thì không có tiền. Thấy mấy bạn có đồ mới năm nay nào vô học nè, mấy bạn có đồ mới con buồn nhiều không? Dạ không. Con cũng không có buồn, tại vì cha mẹ mấy bạn là có sự nghiệp ổn định, còn ba mẹ con phải là làm người này nghề khác mới có tiền, còn không có, không có nghề nghiệp ổn định giống như mấy bạn, cho nên con không có phân biệt là so sánh gì hết trơn. Con không có phân biệt so sánh. Thấy mấy bạn là có ba mẹ rước thì con phải tự đạp xe đi, con buồn không? Dạ không. Tại vì ba mẹ con á, ở nhà làm mới có tiền cho mấy đứa con, còn không làm là không có tiền để sinh hoạt. Cho nên là con với em con là phải đi chung một chiếc xe đạp. Có bữa thì em con học buổi sáng thì em con chạy trước, còn con chạy buổi chiều, còn nhầm bữa con học hai buổi thì hai đứa chạy chung. Còn là không có điều kiện. Những khi mấy bạn hỏi là nhà con ở đâu, con nói là mình ở dưới ghe. Mấy bạn hỏi sao vậy?
Con cũng nói luôn là tại ba mẹ mình không có mua đất mà không có điều kiện lên nhà. Bạn ủa sao không có điều kiện lên nhà? Con nói là ba mẹ mình không có sự nghiệp ổn định. Mấy bạn nghe nói nhiều khi mà con không có tiền á, mấy bạn con vẫn cho con ăn. Con không có quan điểm. Đó là ba con với mẹ con với con ngủ chỗ này, còn anh chị đi ngủ ở phía trong. Sáng là mẹ con đưa hôn gọi con với chị đi nấu cơm. Con với chị nấu cơm phụ mẹ. Dạ. Còn mẹ con thì phải đương cái này. Dạ. Mấy bạn không có chơi vai con nghèo hay là cái gì đó đó, mà mấy bạn chơi thân với con, giúp đỡ con học tập lúc con mới vô. Chỉ con cái này, chỉ con cứ chia. Rồi mua đồ là chia cho con nữa. Không có, mà mấy bạn không có ông mình nhầm khi mà con, mẹ cho hai đứa 5.000, con nhìn ăn cho em con ăn. Mẹ bữa nào đang lọc bình có tiền thì cho con với lại em con 5.000. Dạ. Thì con nhịn ăn. Dạ. Cho em con ăn. Dạ. Hôm nay nè, nhà con ăn cơm gì? Dạ hôm nay nhà con ăn cơm với muối ớt. Ăn cơm với muối ớt, con ngán không? Dạ không. Có bữa thì ba con đi rửa trà có tiền thì ăn với cá, còn không có rửa trà thì ăn với muối ớt. Mà con gia đình mình thường ăn cơm với muối ớt không? Dạ có. Thường ăn cơm với muối ớt hả? Dạ. Cái này mấy đứa này dễ ăn. Có gì nó ăn đó. Có cơm cho nó được. Muối ớt hay nước mắm vậy là dễ ăn. Dễ ăn. Đi học rồi ở đây làm gạo là mình tự mua hết hả chị ba? Dạ, gạo tự mua. Hả? À, đồ ăn này mình cũng không có cần thiết đâu. Ổng thì mặn về có cá, bắt được cá về ăn, ta cho cá về ăn thì có cá ăn. Mua rau cải chút đỉnh rồi nấu canh rồi ăn. Lúc nãy mà bé vừa cởi xong, vừa cởi là chị ba với lại ngay cả em ở trong rồi khóc luôn. Mà mấy đứa nó từng nghiệp với con em không dạ. Có đòi hỏi đâu. Nó ngay đi có nhiều cho nhiều ăn. Thấy nhiều. Ngoan đó, bé trả lời rất là ngoan luôn. Dạ. Thì cái bữa này không có tiền thôi mẹ đừng có cho. Hỏi sao vậy con? Mẹ không có tiền thôi mình đừng cho con đi học rồi kệ con nhịn. Ba bốn anh em rủ nhau đi. Là một bộ đồ đó là con mặc là mấy năm rồi hay là mới mai đây? Dạ mấy năm rồi. Con lấy bộ đồ ra cho chú coi thử đi, bộ đồ đi học á. Lên trường thấy ta nhận ra ham ấy, ta cho đứa năm tới 10.000, 20-30.000. Rồi học rồi mình có tốn tiền chi gì không chị ba? Mình cũng đóng tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. Rồi số tiền nhiều quá rồi sao mình đóng? Thì mình gán mặn cũng gán đóng, gán làm. Dạ. Đầu hai đứa con của em không nữa hả? Nên cho con nó học cái biết chữ mình sợ. Mình sợ nếu mà mình học thì mình học dở, nếu mình không đóng trong này. Rồi tối. Tối là bé ngủ ở đây với dạ, chị hả? Ngủ đây với tôi. Rồi mưa thì sao chị? Mưa có mấy cái miếng này bỏ xuống. Dạ. Ôi ơi trời. Cái này là nó cũng mấy trần. Thuyết nó lủng. Tên gì? Con gái tên gì? Dạ. Con tên gì? Phượng. Con tên Phượng. Bộ đồ con nào? Lấy cho con tới cô chú coi. Mấy cô chú coi coi. Con tới chú. Mấy gái mà này nè con. Đây. Nhét cái cho em. Là người ta cũng cho học quần thể thao này kia đó rồi kiếm hầu nói thôi con. Đây là bộ đồ của con là con cứ ngày nào con cũng mặc đi. Dạ con giặt lại. Con giặt lại. Dạ. Bộ đồ con mặc mấy năm rồi, Phượng? Dạ con 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Con cũng có một cái áo khác nhưng mà bây giờ con đem giặt rồi. À, có một cái áo sơ mi đúng không? Dạ, áo tay ngắn. Áo tay ngắn.
cái hôm nào mà trời mưa thì đồ nó không khô thì con lấy đồ đâu mà con mặc con đi học? Giặt, tại con giặt hai cái là ướt cái này cũng khô. Tại con canh trời mà nó ui là con đem vô có máy quạt con sấy để con quạt cho nó khô là con đi học. Là con một bộ đồ đồng phục của thể dục với lại một bộ đồ của áo kia mà con bị giặt rồi. Dạ. Ừ. Có một cái quần à. Có một cái quần thôi. Dạ. Mấy bạn hỏi sao ông bận có một cái quần à, tại nói là nhà mình không có tiền để mua quần giống mấy ông. Chú vậy con. Cho nó. Mấy ông nói nè. Ừ. Vậy thì ông học đi, cái nào mà ông muốn biết á ông cứ hỏi đi để tôi chỉ cho. Có khi mà mấy bạn á thầy giảng bài mà mấy bạn cũng không hiểu, mấy bạn quay xuống nhận hỏi con chị ba rồi con của tôi đó. Có chồng quá người đó. Tại vì á lúc mà mấy giảng bài mấy bạn á là mới đi vệ sinh hoặc là đi uống nước cho nên mấy bạn không nghe, rồi mấy bạn mới quay xuống hỏi con cũng trả lời. Gọi ra chơi giật cho lên dịch bệnh á cho nên không có ra chơi, cho nên con ở trong chổng con coi lại bài coi con có làm đúng hay không, con sai chỗ nào con biết con sửa. Ờ rồi đợt vừa rồi là học online rồi con có máy học không? Dạ nhà trường cấp cho con cái máy. À trường cấp cho con một cái máy. Dạ. Rồi wifi đâu con học? Dạ xài ké của dì hai cho xài. Bây giờ là gần đến giờ con đi học rồi phải không Phượng? Dạ. Thôi con chuẩn bị đồ đi. Cảm ơn dạ. Mấy cô mấy chú đi con. Cảm ơn mấy cô mấy chú. Bé học lớp 5. Lớp 5. Hôm nay hôm trước thì đến nhà của chị ba là tình cờ là qua được anh Năng. Dạ. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh của chị ba thì cũng như là cô chú anh chị đây cực kỳ khó khăn. Chị ba chia sẻ cái hành trình mà từ Campuchia về Việt Nam nó gian nan tới mức mà những cái ngày mà lên đến trên sông nước á, một tay chị còn tính cả cái chuyện là vừa giữ con vừa phải chuẩn bị một cái sợi dây, lỡ như cái xuồng ghe có lật á thì mấy mẹ con chết chung. Cho nên là lúc nào cũng phải vừa chèo ghe vừa phải giữ con, có chết thì chết chùm luôn á. Ờ vậy hả chị ba? Dạ. Đi nữa chứ đi ngang cái cầu. Đi ngang cái cầu rồi cái đầu. Biết sao giờ sống cái nắm con lôi ra cái nắm cái này vậy nè, chịu vậy nè. Tay này thì nắm con rồi một tay này thì chịu cái cốc cột vậy nè. Nếu mà gái thấy luôn mẹ con chùm nhum luôn đi. Chết là chết chung luôn. Chết chung luôn rồi thì nghiệp chú nó mảnh nữa. Chú Út nó nè. Là lúc nào cũng có một cái cọng dây ở trên ghe. Dạ. Là lúc mà từ mà chị qua đây chị làm đi tới thôi trễ. Dạ, không sao. Dạ. Cái hành trình mà từ Campuchia trở về á thì khi cái gì gây cho chị khó khăn nhất chị ba? Cái thấy mặn ăn nó cũng khó khăn quá, đi gửi hả giấy tờ gửi rồi cái tôi mới đi về gửi đi ngang qua cái gì cái sông Đồng Hồ đó là kính. Cái sông lớn mặt á, cầu Sài Gòn á. Sài Gòn và Chánh Niên á. Chánh Niên á. Ờ. Đó là nước chảy đó. Nước chảy rồi tàu nó chạy đó. Chạy. Nó nghiêng vậy nè. Ẵm con ra, lôi con ra, ním lại đu vô trong cốc cột đó rồi chú nó cũng lại thấy vậy mình đừng mà đâu có là bằng nó. Lâu hai đứa con ra rồi nó ôm vô lại. Ôm vô nói có ấy thì nhảy xong rồi sống chết thì chết, chú cháu chết chung rồi tôi thì đằng này thì tôi cũng ôm con tôi. Để chạy rồi tôi nói cái ghe nó nghiêng nước vô luôn. Mà ông bà cũng độ, trời Phật cũng độ che chở. Cái sao mà nó sống vượt qua cái sống đó hết. Dạ. Thì bà này xuống trước tới ghe bà cụ. Nghe phải cởi tự nhiên mình không cầm được nước mắt luôn. Cái này em gửi cho chị. Chị mua đồ cho bé Phượng
mua một hai bộ cho bé Phượng đi học nha chị ba. Dạ, vậy mua thêm cái áo. Mua thêm cái áo. Dạ, bộ đồ. Dạ. Mấy cô mấy chú có tấm lòng hảo dạ. tâm thì giúp cho con tôi rất đổi mà ơn cô mấy chú nha. Dạ, chị mua cho bé một hai bộ vậy đó. Dạ. Để cho có bé có để mùa mưa đến đó có dạ. áo để mà thay đổi. Dạ. Dạ. Nè Phượng à. Cắt cho con ấy mua cho con bộ đồ. Mai mốt là chú lại là có đồ mới mặc đi học. Dạ, cảm ơn mấy chú. Thôi em chào gia đình mình nha. Dạ. Thì, em đến đây em thăm gia đình mình cũng như là dạ. em thay mặt cho anh Ân với lại chị Lộc ở Sài Gòn á. Dạ, dạ. Gửi cho chị gạo với lại nước tương với lại nước mắm với lại đường bột ngọt á. Dạ, đây là quà của anh Ân với chị Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vậy cho tôi có tấm lòng mấy cô mấy chú có tấm lòng hảo tâm thì cho tôi cũng đắc đổi mang ơn. Dạ. Chú cũng nói giùm tôi nha, chú cũng dạ, dạ. cũng đắc đổi mang ơn chú, nhờ ơn chú mới đem quà tới đây cho tôi. Dạ. Chú nữa nghe chú. Dạ. Em chào chị nha. Dạ.